Xin chào mọi người. Đây là kênh dạy nghề spa dưỡng sinh của mình là Tranh. Vâng, còn mình là Chi Chi. Rất mong được giao lưu và chia sẻ kiến thức về nghề spa dưỡng sinh với các bạn nhé. Hôm nay kênh sẽ giới thiệu với các bạn một bộ sản phẩm trong mảng body thông kinh lạc mà bên mình đánh giá là khá hay và hiệu quả. Đó là bộ sản phẩm thuốc phù dương. Và bây giờ kênh sẽ giới thiệu chi tiết về nó hay và hiệu quả như thế nào cho các bạn nhé. Trước hết là về hình thức cảm quan bên ngoài này, sản phẩm được thiết kế rất đẹp trong hộp kính sang trọng, kích thước khoảng 30x40cm, trọng lượng sản phẩm khoảng 2,5kg. Xin bật mí với các bạn là bộ sản phẩm này đã được kênh dạy nghề spa dưỡng sinh đặt hãng thiết kế và cải tiến riêng, nên về hiệu quả cũng như chất lượng của sản phẩm đã được nâng lên rất nhiều. Và bây giờ chị Hà Tranh sẽ mở sản phẩm và giới thiệu cụ thể hơn về các thành phần có trong bộ sản phẩm cho các bạn biết nhé. Đầu tiên, bộ sản phẩm cốc phù dương bên mình gồm một tinh dầu ong, một cặp lược trải, một cốc phù dương 2 lớp, 12 điếu ngải cao cấp, 12 chai dầu thông kinh lạc và 12 chai dầu bổ sung năng lượng. Vâng, cảm ơn chị Hà Tranh, và sau đây mình sẽ giới thiệu chi tiết về các thành phần cũng như công dụng và tác dụng của bộ sản phẩm cho các bạn được biết nhé. Thứ nhất là về tinh dầu ong. Tinh dầu ong được chiết xuất và chưng cất từ thành phần lõi ốc đất đã qua bào chế. Khi sử dụng, cảm giác mà nó mang lại là vùng đau nhức mỏi giống như đang được châm cứu mà không cần kim vậy. Nó có tác dụng làm giảm đau mỏi rất tốt, đặc biệt ở các vùng cổ, vai, gáy hoặc các vùng như bắp tay, bắp chân. Trọng lượng của chai tinh dầu ong này là 12ml. Mỗi lần sử dụng, các bạn chỉ cần nhỏ 1 đến 2 giọt tinh dầu vào lòng bàn tay, sau đó nhanh chóng áp tay vào các vị trí đang đau mỏi trên cơ thể và nhanh chóng bỏ tay ra khi khách đã có cảm giác nóng ấm. Các bạn lưu ý hỏi khách để khi khách có cảm giác nóng ấm là cần phải bỏ tay ra ngay. Sản phẩm này không sử dụng vào vết thương hở hoặc là cho phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú các bạn nhé. Thứ hai là về cốc phù dương. Như các bạn thấy, đây là một loại cốc 2 lớp dày dặn. Nó có khả năng giữ nhiệt rất tốt, chuyên dùng để hơ ngải cứu lên cơ thể. Tác dụng của nó là bài hàn tán ẩm, làm loại bỏ hàn khí ra khỏi cơ thể. Khi sử dụng, các bạn lưu ý là vặn hoặc đồng giữ nhiệt lại theo chiều kim đồng hồ, cắm điếu ngải vào sâu hết cỡ, châm lửa và đi cốc theo các đường kinh hoặc huyệt đạo trên cơ thể. Sau khi sử dụng, các bạn tháo miếng đồng ra, dùng bàn chải cọ rửa vệ sinh cốc để sử dụng cho lần sau. Thứ ba trong bộ sản phẩm là điếu ngải. Trong bộ sản phẩm thì có tổng cộng được 12 điếu ngải, trong đó có 6 điếu tinh chất ngải và 6 điếu tinh chất gừng. Tác dụng của gừng ngải trong đông y và đối với cơ thể như là thông kinh hoạt lạc, giảm đau nhức, bài trừ hàn khí độc tố, loại bỏ cảm cúm, ho và rất nhiều các tác dụng khác nữa chắc bạn cũng đã biết rồi. Nên mình sẽ không đi sâu vào mục này mà chỉ muốn chia sẻ với các bạn biết cách làm sao để lựa chọn một điếu ngải tốt để sử dụng trong bộ sản phẩm. Một điếu ngải tốt phụ thuộc vào hai yếu tố chính, đó là thành phần lá ngải có trong sản phẩm và tuổi đời của cây ngải dùng làm điếu ngải đó. Tức là trong điếu ngải thành phần lá ngải càng nhiều thì càng tốt, càng ít thành phần thân rễ thì càng tốt, và tuổi đời của cây ngải làm sản phẩm càng lâu năm thì càng tốt. Thông thường điếu ngải chất lượng cao thì tuổi đời cây ngải thường là trên 5 năm. Về cảm quan để nhận biết điếu ngải tốt thì là như thế nào? Đó là điếu ngải tốt thì có bề mặt mịn màng, màu vàng tự nhiên, không có lẫn các đốm màu đen. Ngửi thì thấy mùi thơm dịu và ngọt, đặc trưng của lá ngải khô. Khi đốt lên thì ít hoặc không có khói, không bị rụng tàn, mùi thơm thì nồng nàn mà không khét. Và thậm chí là khi mà ngửi, các bạn còn có cả cảm giác có thấy mùi ngọt nữa. Các bạn nhớ lưu ý lựa chọn điếu ngải theo các tiêu chí ở trên nha. Thành phần thứ tư trong bộ sản phẩm là lược trải thông kinh lạc. Đây là loại lược trải với các răng nhỏ đều, có chống trượt khi đeo. Và khi trải thì cảm giác rất là thích. Nó có tác dụng giảm đau mỏi tuyệt vời, giúp cho sản phẩm đi sâu hơn vào cơ thể, làm tăng hiệu quả trị liệu của bộ sản phẩm. Lược trải này các bạn có thể dễ dàng điều chỉnh kích thước để phù hợp với các cỡ tay của mình. Nó rất dễ sử dụng, kể cả đối với những bạn chưa có nhiều kinh nghiệm sử dụng lược trải massage cũng đều có thể dễ dàng sử dụng được. Thành phần thứ 5 của bộ sản phẩm là 12 lọ tinh dầu thải độc thông kinh lạc. Mỗi lọ là 5ml. Nó có tác dụng chính là thải độc thông kinh lạc, bài trừ hàn khí trong cơ thể, giúp cho việc giảm đau nhức mỏi, làm cơ thể nhẹ nhàng, thư thái. Về thứ tự thì các bạn sử dụng nó ngay sau khi sử dụng tinh dầu ong nha. Thành phần cuối cùng của bộ sản phẩm là 12 lọ dầu năng lượng. Mỗi lọ là 12ml, có tác dụng là bổ sung năng lượng cho cơ thể, giúp giảm mệt mỏi, stress và giúp việc massage trải lược trở nên dễ dàng. Như các bạn đã thấy là sản phẩm này được thiết kế để dùng cho 12 lần. Tuy nhiên theo kinh nghiệm của kênh thì với lượng tinh dầu như ở trong bộ sản phẩm, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng từ 20 đến 25 lần. Các bạn chỉ cần mua thêm một hộp ngải nữa là có thể sử dụng tốt bộ sản phẩm số lần như trên. Sau mỗi lần sử dụng sản phẩm thì cảm giác thu được của khách hàng thì đều là rất là hài lòng. Người thì nhẹ nhõm này, hết hẳn cảm giác mệt mỏi và đau nhức, đặc biệt ở phần cổ gáy. Và khách hàng phản hồi lại là tối ngủ thì rất ngon. Như vậy kênh vừa giới thiệu với các bạn đầy đủ các thành phần chi tiết của bộ sản phẩm cốc phù dương.
Chắc các bạn cũng đã phần nào thấy được tính hiệu quả của bộ sản phẩm này. Tuy nhiên còn một phần rất quan trọng và như bên mình thấy đây phần giúp cho bộ sản phẩm này thực sự rất có hiệu quả, đó là giá thành của bộ sản phẩm này rất là hợp lý nha. Giá tham khảo cho một bộ sản phẩm này chỉ từ 600.000 đến 900.000 cho một bộ. Như vậy chi phí cho một lần sử dụng là chỉ từ 25 đến 35.000, một chi phí quá tốt cho một sản phẩm hay. Về phần các bước sử dụng chi tiết cũng như cách đi cốc phù dương và massage, kênh sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn trong một video khác nha. Về mọi thắc mắc về sản phẩm này, nếu cần các bạn có thể liên hệ trực tiếp với cả chị Hà Tranh qua số điện thoại hoặc Zalo là 0386170504 hoặc là Facebook như đang hiển thị trên màn hình. Xin chào và hẹn các bạn, gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của kênh. Hãy nhớ ấn subscribe kênh để không làm lỡ các chia sẻ hay ho về nghề spa dưỡng sinh của kênh nha các bạn. Xin chào.